lạy Cha trường bưu diệm, lạy Cha trường bưu diệm. Amen. Cha Diệp ơi, xin thương ghé mắt tôi nhìn. Cha Diệp ơi, con đang thiết tha phần cầu, hết lòng con tựa nương trong trái tim Cha. Xin Chúa chữa lành linh hồn xác thân cho con. Mình mới trở về Việt Nam.
năm 95 mình về lần đầu tiên đó là mình đi tới đó, và ngủ ở dưới đó là một đêm, và mình dẫn gia đình của mình đi. Dạ, lần đầu tiên mới được đi Cali đây, mình rất là xúc động tại vì mình đã nhận được những cái ơn của cha như vậy. Dạ, mình rất là xúc động. Mình nghĩ là không biết làm, mình cũng không nghĩ là mình được tới đây, mà ngày giờ này mình ở đây là mình cũng đã ơn Chúa cho mẹ. Cha đã chỉ dẫn cho mình, tại vì nó cũng có cái phép lạ như vậy. Trước khi mình đi qua đây đó, thì cái đứa cháu rể của mình đã thất nghiệp, 60 tháng. Thì mình nghĩ là mình có nói trước khi nó từ ở Chicago nó qua đây là phải chở gì tới cái đền cha gì tại vì nặng mình ta hơn. Thì nó nói là được con đang lay off, mà hay được là khi mà hai ngày nữa mình qua Cali này thì tự nhiên cái chỗ nó làm thì nó lại, nhưng mà nó người ta sắp xếp thì sao mà nó được nghỉ cái ngày này, nên nó mới chở mình đi được cái này. Ngày thứ hai này nó âm lịch xe, nhưng mà cái đứa cháu rể thì nó là nó không có theo đạo, nhưng mà nó cũng tin tưởng nên nó mới chở mình cái này. Theo cái sự cảm nghĩ của mình đó, thì mình đặt tất cả vào cái lòng tin, và mình khẩn thiết mình xin, tại vì mỗi sáng không có một ngày nào mà mình quên cái chuyện đó. Và mình đứng trước bàn thờ là hai mẹ con đọc kinh, mà đọc cái kinh mà mình cũng không biết đọc kinh gì hết, mình chỉ đọc trên cái tờ báo gì mà ở bên Gali họ viết những cái lời kinh đó. Cái lời kinh đó thì họ nói là mình đọc 9 lần mỗi ngày như vậy, mà cô đọc xuyên suốt như là 5-7 năm luôn á. Dạ, đọc cho tới khi thằng con nó học, nó được vô cái đường đó mà mình cũng nhận đọc. Mình muốn chia sẻ với những người mà họ có lòng tin mà họ chưa được cái sự lành của cha ban đó, thì mình khuyên những người hãy có lòng tin và cái sự kiên nhẫn. Dạ, sự kiên nhẫn và có lòng tin thì mình sẽ được thôi. Lạy Cha trương bưu diệm, lạy Cha trương bưu diệm,